Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình với anh Trường lại tiếp tục đi bắt ong nữa mọi người. Hôm nay chào mọi người. Hôm nay bọn mình đi địa điểm là ở khu vực Thốt Nốt Cần Thơ nha mọi người. Vừa phát hiện được tổ đầu tiên luôn. Trời giấc này nắng cũng vừa bắt rồi. Đây, tổ đầu tiên. Không có đi luôn rồi. Quất nắp. Thấy ngoặt không? Thấy. Nhấp cái cây ngang trên bỏ rồi. Ổ này cũng vừa bắt lắm nha mọi người. Ở trong bụi cỏ hôi nè. Cái kèo cũng hú hồn luôn. Kèo to mà cục mặt to được rồi. Mặt này giống mặt xanh với ta mặt xám. Xám xám. Mặt đỏ thiệt chứ. Thấy. Chưa thấy mặt đen hả? Được đi gạch giá với mà bắt ở lắng biển gạch giá ổ mặt là đỏ như nước màu luôn, đỏ đen luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Bắt tổ rồi. Chưa dễ gì. Tay thọt không tới. Hơi trộm tại không muốn giấu vô. Quá xá cục mặt sáng sớm mà giờ cục mặt thấy thèm mọi người. Cục mặt bề ngang thôi thôi đừng nói tới. Rồi vũ con ra đi. Quá êm. Coi kìa, coi cục mặt kìa. À nó tròn mà nó hết sức đã. Chá nắng luôn. Rồi. Hết biết cục mặt trai bề ngang bự. Gì đâu bắt bề hông bự ghê chứ. Mặt còn lúc dưới luôn. Mặt lúc dưới luôn. Rồi quay cái bài bán lại coi cái chỗ đỏ cho nó sướng. Rồi ok. Sướng. Ở tiếp theo luôn mọi người ơi. Ở này nằm trong lùm sậy nha. Cũng trung bình nè. Chứ không được to lắm. Sậy thì bắt khỏe. Khỏi tỉa như chơi gai. Rồi nhấp hai cái cho đứt luôn, cũng dây nhấp con dây trước. Để đi. Lại cây một. Cây một. Chỉ có mặt mà không mặt có mà. Nhiều mặt. Ít mặt nha mọi người. Rồi ok. Phát hiện ra tổ tiếp theo mọi người. Trường đang bắt trên đó kìa. Ở đây một tổ nha mọi người. Để mình đi vòng ở đây cho mọi người xem. Đây một tổ nữa nè. Ở trong cái lùm cây tối thui mở đóng hai tổ nha mọi người. Nè. Mình zoom lên cho mọi người xem. Đó. Ngay trang chỗ đó một tổ nha. Với tổ bên kia Trường bắt đang bắt bên. Có mặt bọng gì không? Có mặt là được rồi. Ông gì đâu mà chắc lưỡi không vậy? Bị dướng nhắn không thấy. Wow, mặt cũng êm quá nha mọi người. Nè. Giờ bò qua bắt ở bên kia luôn hay gì? Hay là chắc bò luôn đó, để bò luôn đó tôi gọc dĩ. Ha, để dĩ là chảnh đi. Rồi thôi mình ngưng mọi người. Để tại trang qua bển bắt thì hơi nó lâu. Cũng hơi lâu một tí, tốn thời gian lắm. Đây giờ này bắt ở tiếp theo này đây nha mọi người. Trong cái lùm này nó có thui kéo lên sáng chắc bị xước quá kể bị xước kỹ xước cái gì quá mọi người rồi ra vũ luôn đi. Mặt nhìn cũng được quá kìa. Đó, mọi người, mặt cũng ok lắm nha mọi người. Tơ. Rồi, trên cao thôi mọi người thông cảm nha. Cao mà khó. Phát hiện ra tổ tiếp theo mọi người. Nè. Không phải là một tổ nha, hai tổ lận. Bờ bên kia tổ nữa chút xíu bắt xong tổ này rồi mình đi qua bên kia cho mọi người xem nha. Bắt hai tổ liên tiếp luôn. Cũng tương đối nha. Cũng gọn rồi đúng
đây cầm cho qua bển bắt cậu kia luôn đi hả, xử lý dĩ sao. Tranh thủ rút ngắn thời gian lại. Mình quay clip mình cũng không muốn kéo dài thời gian chi đâu mọi người. Mình tranh thủ lắm. Nè, trong này tổ nè. Mặt này hết cưng nữa rồi mọi người. Cái da còn mặt nó cũng màu đen đen. Đó, mặt vị nó mới đã đó. Bây giờ phải có cái gì chứ. Lép lép hoài sao. Rồi, đưa nguyên con đi ra luôn đi. Cho mọi người xem, mặt hết rất ngon. Quá đã mọi người. Mặt bằng này chắc mình sẽ không vũ nha mọi người. Đâu là cái đẹp quá ha. Đưa xuống cùng mặt, đưa xuống cùng mặt. Đưa xuống mặt, đó. Mặt thấy ngon ghê không? Và thổi thổi khói vô cục mặt cho nó dạt ra. Mình không giữ, mình để nguyên con đó, mình chụp mình làm ảnh đại diện nha mọi người xem thông cảm nha. Cũng có cái đầu gương mặt chỗ này nè. Gương mặt dữ vậy. Rồi kìa kìa. Cái gương mặt bên kia kìa mấy em giữ. Bên kia quay bên kia. Đây nè. Rồi. Đó, này nó mới đóng nè. Bắt chúa này kia cũng dễ dàng lắm nha mọi người, nhưng mà mình không muốn động tới chúa nhiều đâu. Tại động nhiều tới chúa nó dễ chết. Hết biết nhìn ra màu nắng đẹp ta. Rồi, ok. Long lanh. Phát hiện ra tổ tiếp theo mọi người ơi. Tổ này nằm trong đám sậy nè. Nhìn xa xa thấy cục mặt nó cũng bít nắp rồi đó. Không biết chắc ra nó làm sao nè. Cái này đóng cây sậy khô. Không khó ra tỉnh luôn. Tỉnh ba ngày. Cặp lộ xe chạy quá ồn. Phải không? Mà cũng phải tương đối ngon nha mọi người. Rồi cái ông ấy ra rồi. Cái chân cái đường xả ông ra luôn. Rồi ok. Phát hiện ra tổ tiếp theo mọi người. Tổ này ở trong bụi cỏ hôi nha. Cỏ hôi dọn nhẹ cái quá trời bụi luôn. Tổ này cũng tương đối thôi chứ không có được bự không. Nay đi cạnh này tổ gọn gọn thôi. Tại khu vực này cũng khá là nhiều người quá. Thợ nhiều quá thợ. Còn mặt. Để vũ ra xem cơ mặt nhiều ít rồi ngồi đó vũ luôn rồi. Cái này đứng lên nắng ngán đứng quá. Tét dĩ. Ừ, vũ vừa đó đó. Ủa, mặt cũng còn. Mặt còn yếu chứ. Không bằng mấy ô tơ thôi chứ mặt cũng còn được một số nè. Ừ, bên đây cũng còn nóng ten. Còn rồi. Tốt dữ luôn. Rồi, rồi vậy thôi ok. Ở tiếp theo mọi người. Tổ này nằm trong cái bụi đế nè. Nguyên khu này quá trời luôn. Quá trời mà nó lớn chứ không phải là quá trời ông nha mọi người. Lớn khủng khiếp luôn rồi cái muôn ong cực quá. Vua tổ kiến. Còn kiến thì ổ nào tổ nào tổ nấy. Bự hơn tổ ong nữa mà nó sệt ổ chứ. Phải ong mà được như kiến gì thì im quá. Chờ một cắt kia đi cho nó nhẹ. Nhẹ chiều cái gì vậy. Rồi quay lại coi cục mặt đó. Cũng được. Được cái sông lưng nha mọi người. Sông lưng chừng nào giờ. Khu này mặt thấy cũng ít quá. Yếu mặt thôi. Ok. Tổ tiếp theo mọi người ơi. Tổ này trên tốt trên đọc Bình Bác nè. Dọn nãy giờ mới lên đường. Đây, vô trong bờ vũ mới được. Đúng rồi, dưới đây nước không à. Mình đang lội dưới nước nha mọi người nè. Nước không gì nè, mình không dám vũ trên đâu. Vũ trên sợ nó chết con. Cầm sao nhả te rồi. Bị sâu mọi người ơi. Nè, tổ ong bị sâu. Nhưng mà ở trên nó cũng còn nóng tem nè. Cũng còn mặt. Trời bắt đi để trước sau gì nó sâu nó cũng ăn hết rồi. Nè nói sâu sâu chắc có thể mọi người chưa biết sâu là sao ha.
con sâu cái trong móc nè, để móc cái ổ sâu cái chừng. Ừ. Đó hết đi. Gạt cái dĩ đi, móc nó nằm trong cái cục mặt. Cái dĩ này mình không leo lại trên đầu bịch bát nha mọi người, tại nó cũng bỏ sâu, mình để đây đi cho nó nuôi nè. Phè bò ông dưới này nha mọi người, chút xíu lên dĩ đó nó nuôi con lại nè, cho mọi người xem nè, sâu trong mặt là gì này nha mọi người. Đó, sâu bò nè. Sâu này, sâu mặt này nha, nó còn cục nhóc chứ trước sau gì thì cũng bị sâu ăn hết rồi, nó bỏ tổ nha mọi người. Rồi, sâu ú lù á. Đây mình cho mọi người xem ông ruồi nó đi lấy mặt theo bùn cao nè mọi người. Khủng khiếp luôn, khu này ông ruồi quá trời ông ruồi luôn mà tìm không thấy ổ nha. Không thấy được tổ đó. Rồi, nó đi hút mặt đen ruồi chơi luôn. Buồn nào cũng vậy chứ. Mình qua đây cho mọi người xem nè. Nè, hút đen ruồi con luôn. Ông ruồi không nha mọi người. À, toàn bộ là ông ruồi không, không có con mặt nào chứ. Đó. Khủng khiếp ông ruồi luôn. Mà tìm không ra được mặt. Đổ ra được tổ. Rồi, đi tìm tiếp thôi. À, tổ tiếp theo mọi người. Tổ này thấy giống nó già quá nè. Già. Già nó còn có tí xíu mặt à nha mọi người. Thôi chắc mình không bắt lắm, mình bỏ lên đây luôn quá. Bỏ cho nó sống đi. Phát hiện ra tổ ong tiếp theo mọi người. Nè, tổ ong trong cái đám lách nè. Tổ ong này làm kèo đứng nha mọi người. Dĩ nó sệ xuống dưới kìa. Rồi, vô khỏi đây. Có mặt bọng gì không? Biết cục mặt chưa? Nằm đây nghiên cứu ông này tiếng hồ. Thôi cả dễ dính rồi. Tà lam bên mặt làm mặt làm xuống dưới luôn kìa. Ừ. Mặt hỏng. Ừ. Mặt đây luôn rồi nha mọi người. Lớp mặt 2-3 cây kẹo, mặt cái mấy cây. Nó cây hỏng vậy. Rồi à, mặt rồi. Mặt này nha mọi người. Nè. Vô lùm ăn mặt này hồi chết luôn. Mặt đóng vòng vòng cho luôn. Cắt cái đầu trên bỏ chứ. Rồi nó cục mặt luôn. Chắc là dưới. Hẻo luôn, nó cục mặt lanh chành luôn. Nó dính như cỏ. Cắt ngang cái lá nha. Cắt cái lá. Quét hay gì? Cái củi nó cắt, cắt cái đầu. Cái chuối, cái chuối. Dính vô đây anh Vũ không được, bây giờ mình mất cào ông ra. Nó bị kêu. Rồi nó kêu ok rồi. Thập kéo vô cắt được, cắt luôn. Tại vì nó nằm dính dưới luôn. To ra, cục mặt. Không biết đường đâu nấu mặt này luôn. Mặt dài sọc. Đụng ở đâu cũng có mặt luôn. Chỗ nào cũng là mặt, chỗ này chỗ nào cũng là mặt. Chừa lại cho nó miếng. Cắt lấy số lượng nhiều hơn. Rồi chắc nó rớt xuống luôn quá à. Rồi gã luôn. Gã mặt luôn. Rồi dỡ cây lên. Đừng Vũ nha, Vũ lại rớt. Thổi khói thêm. Rồi việc mặt trên rồi xuống trên. Ê. Mặt nhìn dễ mất cười không người. Gan nè, cái mũi tên không. Ê. Rồi vậy thôi, ok. Ok, vậy là xong mọi người ơi, chắc giờ này mình về nghỉ sớm quá, chuẩn bị để cho nó khỏe, đặng mai mốt còn đi xa nữa. Bữa nay thì mình đi luồng thốt nốt Cần Thơ.
ở dưới đây anh em đồng nghiệp bác ông là quá dữ, quá nhiệt tình. Bởi vì xuống đây kiếm ông khó quá mọi người. Bắt sớm giờ được chừng chục mười mấy tổ gì nè. Sang vòng rồi sẽ trở lại kia. Chừng chục chục mười mấy tổ rồi nha mọi người. Để vô gọn vô hai bọc là tại vì tổ cũng gọn cũng có mặt nha mọi người. Ở đây nè, ở đây chỗ mình đậu xe trong lùm có tổ ong mini. Không phải là nó tơ nha mọi người mà nó mini dòm thấy cưng lắm nè. Đó. Đó, dòm tổ ong đã không? Khuôn mặt chồng quay luôn tại ông này ông đực nha mọi người. Nhưng mà mình cũng không có bắt luôn. Để đi luôn. Rất tới rất lùi hả? Vậy thôi chắc mình cũng xin kết thúc clip này đây luôn mọi người. Chào mọi người luôn nha.